Xin chào các bạn, mình là Nam và trong điểm tin 90 cộng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến mới nhất của vụ mâu thuẫn giữa Messi và Abidal. Như đã biết, giám đốc thể thao Eric Abidal đã đưa ra quan điểm gây tranh cãi khi cho rằng nhiều cầu thủ không hài lòng với thi đấu thiếu nỗ lực ở giai đoạn trước khi huấn luyện viên Valverde bị sa thải. Phát biểu này của vị giám đốc người Pháp đã động chạm tới sự tự ái của nhiều cầu thủ Barcelona. Lionel Messi sau đó đã phải lên tiếng trên Instagram buộc chủ tịch Bartomeu phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Theo báo giới Tây Ban Nha, nhiều cầu thủ Barca cũng có quan điểm như Messi. Người mới nhất lên tiếng là hậu vệ Jordi Alba. Anh đã công khai chỉ trích Eric Abidal sau trận đấu với Bilbao ở Cúp Nhà Vua. Câu lạc bộ đã nhận đủ chỉ trích từ phía ngoài, đáng ra chúng tôi không nên tự chỉ trích lẫn nhau nữa. Abidal từng là cầu thủ, anh ấy được cổ động viên yêu mến, anh ấy nên biết phòng thay đổi thế nào và các cầu thủ cảm giác ra sao, Jordi Alba chia sẻ sau trận thua Bilbao. Sau cuộc họp khẩn, chủ tịch Jose Maria Bartomeu quyết định vẫn để Eric Abidal giữ chức giám đốc thể thao. Ông không muốn gây xáo trộn ở giai đoạn giữa mùa giải, tuy vậy không khí trong phòng thay đồ ở Camp Nou vẫn rất nặng nề. Dù Roma đã sớm lên kế hoạch mua Dean Smalling vào cuối mùa giải này sau những màn trình diễn tốt của anh, tuy nhiên sau nhiều cuộc đàm phán, đội bóng thủ đô Italia vẫn chưa thể đạt thỏa thuận với Man United. Cụ thể theo Sun Sport, Man United giữ nguyên quan điểm chỉ bán Smalling với mức giá 15 triệu bảng, dù huấn luyện viên Solskjaer không có ý định gọi trung vệ này trở lại Old Trafford. Roma rất muốn có Smalling nhưng cho rằng đây là mức giá quá đắt với cầu thủ chỉ còn hơn 2 năm hợp đồng tới mùa hè năm 2022 với Man United. Roma chưa thể đồng ý với mức giá mà Man United yêu cầu vì họ cần phải chờ tới hết mùa giải xem có thể đoạt vé dự Champions League hay không. Nếu kết thúc mùa giải trong top 4 ở Serie A, đội chủ sân Olympico sẽ đáp ứng yêu cầu của Quỷ Đỏ. Bằng không, họ buộc phải để Smalling trở lại Old Trafford. Hợp đồng của Lallana với Liverpool sẽ hết hạn sau khi mùa giải năm nay khép lại. Theo nhiều nguồn tin tại xứ sở sương mù, thì khả năng cao cựu cầu thủ của Southampton sẽ rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do và ngay từ lúc này, anh đã thu hút được sự chú ý của hàng loạt câu lạc bộ tại Premier League. Arsenal, Tottenham, Leicester và West Ham được cho là đều đang theo sát Lallana để sẵn sàng đưa ra đề nghị với người đại diện của cầu thủ 31 tuổi bất cứ lúc nào. Trong số này, Leicester của huấn luyện viên Brendan Rodgers, người từng rất trọng dụng Lallana khi còn dẫn dắt Liverpool đang có những lợi thế nhất định. Hiện Lallana đã có thể tự do đàm phán và ký nháy với một câu lạc bộ khác, nhưng anh vẫn muốn tập trung tối đa cho mục tiêu vô địch Premier League cùng Liverpool. Tiền vệ người Anh sẽ chờ đến cuối mùa để xem liệu mình còn chỗ đứng tại Anfield hay không, rồi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Tương lai của Kepa Arrizabalaga đang bị đặt dấu hỏi lớn dù anh gia nhập Chelsea với mức phí chuyển nhượng kỷ lục cho một thủ môn 71,6 triệu bảng vào hè năm 2018 và ký hợp đồng có thời hạn lên tới 6 năm. Thủ thành người Tây Ban Nha đã sa sút khó tin ở mùa giải năm nay khiến huấn luyện viên Frank Lampard thực sự hết kiên nhẫn. Do vậy ngay từ lúc này, The Blues đã bắt đầu tìm kiếm một người gác đền mới. Theo Daily Mail và Goal, Andre Onana của Ajax Amsterdam đang là một trong những cái tên được Chelsea theo sát nhất. Thủ môn người Cameroon có hợp đồng với câu lạc bộ Hà Lan đến hè năm 2022, nhưng anh được cho là sẵn sàng ra đi sau khi mùa giải năm nay khép lại. Tuy nhiên mức phí chuyển nhượng của Onana sẽ rơi vào khoảng 40 đến 50 triệu bảng. Bên cạnh đó, Chelsea cũng sẽ phải cạnh tranh với Tottenham, đội đang có ý định tìm kiếm thủ môn mới vào mùa hè này để thay thế dần Hugo Lloris, người đã 33 tuổi và chỉ còn 2 năm hợp đồng. Ở trận mở màn của bảng B vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, nữ Thái Lan đã gây thất vọng khi để thua Đài Loan với tỷ số 0-1. Hy vọng của thầy trò Naru Phong Kainson được dồn cả vào trận đấu thứ 2 với nữ Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, các cô gái xứ sở chùa vàng đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-6. Nữ Thái Lan đã có một thế trận hoàn toàn lép vế so với đại diện của Trung Quốc khi kết thúc hiệp 1 với 4 bàn thua. Để thua với tỷ số 1-6, nữ Thái Lan tiếp tục đứng cuối bảng B và đã hết hy vọng giành vé dự vòng playoff Olympic Tokyo 2020. Trận hà màn với nữ Australia vào ngày 10 tháng 2 tới chỉ còn mang tính thủ tục với thầy trò huấn luyện viên Naru Phong Kainson.